Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng movie đặc biệt One Piece Stampede cũng được ra mắt trong sự mong ngóng của các fan hâm mộ. Được biết, năm 2019 là năm kỷ niệm tròn 20 năm anime One Piece chính thức ra đời, vì vậy hãng sản xuất đã ra mắt một bộ phim nhằm kỷ niệm cho sự kiện trong đại này. Theo như tiết lộ thì nội dung tập movie này diễn ra trong sự kiện lễ hội hải tặc do hải tặc tổ chức và chỉ dành cho hải tặc. Nơi này sẽ quy tụ các hải tặc trên khắp thế giới, bao gồm cả những hải tặc khét tiếng. Tại đây, họ sẽ tham gia giao lưu, bán hàng và cùng nhau bước vào cuộc săn lùng kho báu khủng bị mất do cựu vua hải tặc Goldie Roger đã để lại. Trong bộ movie này có sự xuất hiện của rất nhiều những nhân vật có lai lịch khủng như các thành viên băng mũ rơm, các siêu tân tinh, chính phủ thế giới. Đặc biệt là nhân vật phản diện của One Piece Stampede được biết đến là một kẻ vô cùng nguy hiểm và máu mặt. Hắn có tên là Douglas Bullitt, biệt danh là kẻ thừa kế của quỷ, từng là đồng đội của vua hải tặc Goldie Roger huyền thoại, một tù nhân trốn thoát khỏi hầm ngục tử thần Impel Down và còn là người thứ 13 được biết sở hữu Haki Báo Vương. Không những thế, chúng ta còn được biết Douglas Bullitt đang sở hữu trái quỷ vô cùng đặc biệt. Vậy nó có sức mạnh như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Được biết, trái quỷ này có tên là Gaisha Gaisha no Mi, một trái hệ Paramecia. Từ hình dáng ban đầu, chúng ta có thể thấy nó có một thiết kế vô cùng đặc biệt, có màu tím nhạt và bên ngoài được phủ nổi bật bởi các hình khối bắt mắt như hình tròn, hình vuông, tam giác và lục giác. Tiếp đến, theo như thư viện Ohara tiết lộ, thì sức mạnh của Gaisha Gaisha no Mi là tạo ra những thứ mới bằng cách kết hợp các vật vô tri. Cụ thể, nó có thể giúp Bullitt kết hợp các mảnh kim loại lại để chế tạo ra một bộ áo giáp hoặc phương tiện di chuyển lớn cho riêng mình. Bộ áo giáp này cũng có thể vận hành một số chế độ như robot khổng lồ mà chúng ta đã được chứng kiến trong các xe kéo và tàu ngầm. Bằng cách này, Bullitt có thể sống sót nếu bị rơi xuống biển vì cơ thể hắn không bị tiếp xúc với nước. Đây thật sự là một năng lực vô cùng hữu ích với những người sở hữu trái ác quỷ. Đọc đến đây thì chắc hẳn rất nhiều người nghĩ trái ác quỷ này giống với trái ác quỷ của Elsa's Kid. Nhờ trái ác quỷ của mình mà Kid có thể hút và đẩy lùi các vật có thể tử tính. Ví dụ như khi một quả đạn pháo bắn vào Kid, anh ta có thể dễ dàng đẩy lùi nó về phía kẻ thù của mình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn khác đấy nhé. Về bản chất, trái của Kid là khả năng đẩy và hút kim loại xung quanh để biến chúng thành vũ khí. Còn của Douglas Bullitt là chỉ có thể lắp ráp các vật kim loại và chế tạo chúng mà thôi. Và thật là đáng sợ khi nghĩ đến việc Bullitt hình thành một cái gì đó mới với tất cả các vật liệu phù hợp xung quanh và tạo nên một vật thể khổng lồ. Đối với năng lực bá đạo của trái ác quỷ này, chắc chắn Bullitt là một nhân vật vô cùng nguy hiểm đối với băng mũ rơm. Không biết Ruffy và đồng bọn sẽ làm như thế nào để đối mặt với gã này nhỉ? Hãy theo dõi bộ movie One Piece Stampede để biết được điều này nhé. Movie One Piece Stampede hiện đang được chiếu tại các rạp Nhật Bản và chưa có lịch chiếu chính thức tại Việt Nam. Điểm tin số 2: thiết kế tàu của hải tặc Kid và nhóm siêu tân tinh. One Piece Vol. 10089, cuốn truyện đặc biệt được tặng kèm khi xem movie One Piece Stampede đã được tiết lộ bản vẽ những con tàu của dàn thập nhất tân tinh tú, 11 siêu tân tinh do chính Oda thiết kế. Như vậy, có thể đoán được rằng trong movie One Piece Stampede sẽ xuất hiện những con thuyền này bản lên màu đầy đủ. Tên của các con thuyền đều là tên tiếng Anh nhưng lại bị phiên âm sang Katakana nên được dịch theo phát âm. Cùng xem và đánh giá nhé! Điểm tin số 3, tên thật của hòn đảo Raptel được tiết lộ. Như chúng ta đã biết, Raptel lần đầu tiên được đề cập bởi Crocus, nó được biết là hòn đảo cuối cùng của Đại Hải Trình. Là hòn đảo mà mọi hải tặc đều cho rằng One Piece được giấu ở đó. Tuy nhiên, ngay cả bản thân Crocus cũng không biết được rằng hòn đảo đó nằm ở đâu. Điều chúng ta được biết đến hiện tại là có 4 phiến đá hồng thạch, Poneglyphs, mỗi phiến sẽ chỉ dẫn tới vị trí của hòn đảo trên bản đồ, mà khi nối các điểm lại với nhau sẽ hội tụ tại một điểm chính là vị trí của đảo Raptel. Và theo những thông tin được kể lại thì Raptel được mô tả là một hòn đảo nhỏ, nhưng bờ của nó dường như được cấu tạo vách đá dựng đứng với số lượng lớn của vùng hoang dã bên phía trong, giống như có định hình giống như các tòa nhà. Nó thực sự là một nơi cực kỳ khó tìm và hiểm trở. Từ trước đến nay, có một người duy nhất được biết đến là đặt chân lên hòn đảo này, chính là cựu vua hải tặc Goldie Roger cùng thủy thủ đoàn của ông. Và sau bao nhiêu năm, cuối cùng tên thật của hòn đảo này cũng đã được tiết lộ trong movie One Piece Stampede. Được biết, bộ movie này là kỷ niệm 20 năm anime One Piece chính thức ra đời. Cụ thể theo như những dò dỉ từ bộ phim thì hòn đảo này có tên thật là Locktail. Đây thật sự là một cái tên rất thú vị và vô cùng ý nghĩa, nhiều khả năng nó có liên quan đến chữ D bí ẩn. Nếu bạn để ý kỹ thì hầu như các thành viên mang chữ D trong tên từng xuất hiện thì họ đều mỉm cười, thậm chí cả trước cái chết. Chúng ta đã được chứng kiến điều này bởi Goldie Roger và thậm chí cả Ruffy khi anh gần như bị xử tử tại Locktown.
Trước đây, cũng có rất nhiều tin đồn rằng Raptel chỉ có thể được tìm thấy bởi những người sở hữu ý chí của D. Do đó, Edward Newgate, Kaido và Big Mom cho đến bây giờ vẫn không ai đến được hòn đảo này. Ngay cả Shanks, người được cho là đã đặt chân lên hòn đảo này, cũng dường như không có tham vọng quay lại đây một lần nữa vì anh biết rằng nó không thuộc về mình. Hiện nay mình đang mở bán những tượng mô hình One Piece rất đẹp như Chopper, Ruffy Gear 4 Snake Man, Ruffy Gear 4 Kong Gun và Tứ Hoàng Lừng Danh. Tượng rất đẹp và nặng, giá lại vô cùng rẻ nên anh em hãy nhanh tay lên nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và ủng hộ Shonen Action phát triển nhé. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và những cuộc đi chơi thú vị. Trong hè này mình sẽ liên tục ra video phục vụ anh em nhé. Anh em nhớ ghé qua shop của mình để ủng hộ và mua những món đồ chơi liên quan tới anime như One Piece, Dragon Ball,